Vân là ai nhỉ? Bạn gái cũ của Hiếu à? Hai người họ ở với nhau á? Không thể như thế được. Hai người họ không thể nào ở cùng nhau được. Ôi, không thể như thế được. Ôi. Này Nhung, mày ổn không đấy? Thế thôi, ngủ đi nhá. Sao nữa? Chị cứ thế đi luôn á? Thế chị ở đây, mày có ổn hơn không? Chị, em cảm ơn chị với cả yêu chị. Không dám à? Tại sao? Mấy lời này ấy, tôi chỉ muốn nghe từ miệng mấy anh soái ca thôi, chứ không muốn nghe từ miệng cô đâu. Thôi ngủ đi. Ê. Cậu không sao chứ? Chuyện hồi nãy xin lỗi nhá. Cũng không phải lỗi của cậu, đều tại mình làm lớn chuyện lên. Mình có lỗi phải cậu. Vậy ngày mai mấy giờ chúng mình gặp nhau thế? Chúng mình? Cậu ấy nói chúng mình kìa. Chúng mình? Chúng mình? Mai chúng mình mới giờ gặp nhau. Chúng mình. Chúng mình. Cậu tới rồi à? Hôm qua cậu ngủ ngon không? Ngon. Mà thôi, mình đi nhá. Mình không nghĩ là ở gần nhà có một cái công viên đẹp như thế này đâu. Chắc là do cô mới chuyển đến nên không biết đâu. Trời hôm nay cũng đẹp nhỉ? Hiếu này, hay là bọn mình đi chơi đi. Của cậu đây. Merci. Hôm nay cậu kèm mình học nhé. Tại sao? Thời tiết thì đang đẹp như thế này, tâm trạng thì cũng... Nhưng mà sắp tới kỳ thi đại học rồi. Mình nghe nói là cậu học giỏi lắm. Cậu giúp mình được chứ? Thôi, mình học đến đây thôi. Mình đi ăn nhé. Nhung, cậu đừng bám lấy Hiếu nữa. Ở trường ngày nào cũng bám giết lấy cậu ấy rồi, giờ ở bên ngoài cũng không tha nữa. Là tôi hẹn cậu ấy, cũng sắp thi đại học rồi, tôi muốn cậu ấy kèm tôi một chút thôi. Bọn mình cũng vừa mới từ thư viện ra đây. Sau này có gì không hiểu, Hiếu cứ hỏi bọn mình nhé. Hỏi cậu ấy thì thà xoay bút đón bữa đã bán còn hơn ý. Thôi mọi người ăn đi, nguội hết cả rồi. Mấy người hôm qua là ai vậy? Một vài người bạn cũ. Tại sao họ lại làm như thế? Thôi được rồi, cậu không muốn nói thì thôi. Thế nhưng mà tôi cảnh báo cậu, đừng để ai làm hại đến Nhung. Dậm. Này, mày nói chuyện đấy với nó, mày không sợ phiền à? Nam, nghe nói mày tìm được Hiếu rồi à? Cậu ấy đang ở đâu thế? Đến bây giờ mà cậu vẫn thích Hiếu sao? Phí đời! Tao với Hiếu là định mệnh đấy. Vậy sao? Này, Hiếu có bạn gái mới rồi đấy. Mày đừng có đùa kiểu đấy. Nói đi, Hiếu đang ở đâu? Tao nói thật đấy. Không tin mày hỏi Hùng mà xem. Một là mày nói, hai là tao dẫm nát nó. Con danh đấy là ai? Chào mọi người ạ. Hoan nghênh, hi. Đây rồi Em cứ tự nhiên như ở nhà mình nhá. Dạ vâng ạ. Thôi, ăn đi, không thức ăn nguội hết rồi. Dạ vâng ạ, em mời hai chị. Cậu ăn đi. Em ăn đi. Em xin ạ. Em cảm ơn ạ. Sao? Có ngon không em? Dạ, ngon ạ. Tất nhiên rồi, bọn chị mất bao nhiêu công sức mới chuẩn bị được mâm cơm này đấy. Thôi, chị đừng nói nữa, ăn đi chị. Này, chị bảo hai đứa đang tìm hiểu nhau đúng không? Chị cứ nói linh tinh gì ấy. Hay. Hôm trước chả bảo Hiếu là định mệnh của em còn gì. Sao chị nói thế? Nói thế gì? Mấy hôm trước em nói thế sao? Cậu ăn đi, đừng nghe chị ấy nói linh tinh ấy. Mà Nhung, hôm nay có bạn sang chơi, sao ní tê? Giả vờ thục nữ đây à? Chị ạ, các chị cứ nói nhiều như thế thì làm sao mà em ăn được. Thôi, biết rồi, ăn đi, ăn đi. Thế nhưng mà hai đứa tiến triển đến đâu rồi? Chị á, đừng hỏi nữa. Thế đã nắm tay chưa? Chị á, thôi em xin hai chị đấy, hai chị ăn đi đừng hỏi nữa. Nhiên, cậu hẹn mình ra đây có chuyện gì vậy? Tuấn, mình chỉ muốn nói là cậu làm bạn trai mình được không? Hiếu, hai đứa mình đi ra ngoài hóng gió đi. Mình xin lỗi. Kem ở đây ngon thật đấy. Bà Nhung này, chuyện hồi nãy các chị cũng nói là thật à? Cái gì mà định mệnh ấy? Không, các chị đùa đấy, đừng có tin. Mà cậu với Tuấn là mối quan hệ đó thật à? Sao cơ? Nghĩa là đã từng yêu nhau hoặc là thích nhau ấy. Mình thích ai cậu là người hiểu rõ nhất mà. Hay là bọn mình hẹn hò đi. Cậu đang xấu hổ đấy à? Không, mình chỉ đang suy nghĩ là ngày mai đến lớp mình sẽ quay chuyện này với mọi người như thế nào thôi. Nhung này, cậu có thể cho mình thêm chút thời gian được không? Tại mình không quen với việc bị người khác để ý. Không sao, mình hiểu mà. Nhưng mà để kỷ niệm ngày đầu tiên của hai đứa mình ấy. Con làm sao thế con thế, mẹ xin con không ăn nữa, con làm sao thế con mẹ xin, Vân, mẹ còn cấp cứu cho con đi lên này, Vân. Hello Thảo Nhiên. Hello, chào buổi sáng. Này, sao sáng thứ hai mà tâm trạng cậu tốt thế? Đâu, bình thường mà. No, khác hoàn toàn nhá. Nó in chữ trên trán cậu kia kìa. Chào cả lớp, các em ngồi xuống đi. Sao rồi? Cả lớp đã sẵn sàng cho kỳ thi đại học sắp tới chưa? Chưa. Thôi kìa, lấy lại tinh thần đi chứ. Vâng ạ. Mấy ngày hôm nay có rất nhiều các vụ liên quan đến bạo lực học đường, các em biết chứ? Biết ạ. Cho nên kể từ tuần này, sau giờ tan học, giáo viên của nhà trường sẽ giám sát chặt chẽ tình hình trật tự an ninh xung quanh nhà trường. Buổi tối các em nhớ đừng đi đâu linh tinh đấy nhá. Vâng ạ. À, bạn lớp trưởng, hôm nay nhà bạn Hiếu có việc bận nên bạn không tới lớp. Vâng ạ. Thôi, chúng ta vào bài học ngày hôm nay. Này Nhung ơi, không biết có chuyện gì với Hiếu vậy nhỉ? Mình cũng không biết nữa. Hôm qua vẫn còn liên lạc được mà. Chẳng biết là xảy ra chuyện gì nữa. Ô, hai cậu đi đâu đấy? Giật ca mình. Hôm nay Hiếu không đi học cho nên là Nhung đang buồn lắm đấy. Sao thế? Có chuyện gì à? Nghe nói là chuyện nhà, nhưng mà không rõ là chuyện gì nữa. À, Nhiên! Ơ, cậu ấy không nghe thấy hay sao nhở? Làm gì có chuyện đấy. Rõ ràng là cậu ấy vừa quay lại nhìn chúng mình mà. Ơ, có chuyện gì vậy? Hãy hưởng thụ thời gian tươi đẹp với bạn trai cũ của cậu đi. Có chắc là ở đây không? Nhân tiện hỏi xem bạn gái mới có xứng đôi với cậu ấy không nhá. Là Quỳnh à? Em biết nó à? Ừ. Hồi cấp 2 học cùng lớp. Con nhỏ nó cũng ghê gớm lắm đấy. Xin lỗi nhá. Cậu làm gì vậy? Mày là bạn gái mới của Hiếu à? Rốt cuộc cậu là ai? Tại sao cậu lại làm như vậy với tôi? Tao là người yêu của Hiếu. Người yêu? Sao lại như vậy? Ô, Hiếu không nói gì với mày à? Tao là người yêu của cậu ấy. Xem ra mày chẳng hiểu gì về Hiếu cả. Vậy cậu tìm tôi có mục đích gì? Mục đích? Có phải mày thích Hiếu không? Nếu như mà không có chuyện gì khác thì tôi về đây. Dừng lại. Mày định đi đâu? Mày nghĩ hôm nay mày thoát khỏi bọn tao à? Bỏ tay ra. Mày là cái thá gì mà dám nói với tao như vậy? Cậu là bạn của Hiếu. Là người yêu. Vậy thì nhờ cậu chuyển lời đến bạn của cậu là từ bây giờ bất kỳ ai động đến bạn gái của tôi thì đừng có trách. Hả? Bạn gái? Mình đi thôi. Tại sao ông lại nói như vậy? Nhớ Hiếu biết, Hiếu hiểu nhầm thì sao? Bây giờ mà bà vẫn còn tâm trí để nghĩ đến chuyện này à? Không nghĩ chuyện này, ông bắt tôi phải nghĩ chuyện gì? Vừa nãy nguy hiểm như thế nào, bà không thấy à? Nếu tôi không làm như vậy, bà có chắc chắn rằng lần sau bọn họ sẽ không đến tìm bà nữa không? Bọn mình đã trải qua chuyện như thế này rồi, và bà là người hiểu rõ nhất còn gì. Vậy hôm nay ông tìm tôi có việc gì? Có người tỏ tình với tôi. Gì cơ? Là Nhiên ấy. À, bảo sao hôm nay cậu ấy lại tránh mặt bọn mình. Này, ông từ chối rồi à? Cũng chẳng còn cách nào hơn cả. Người ta phải thích ông lắm, người ta mới dám tỏ tình. Ông từ chối người ta chắc không suy nghĩ mất một giây đâu nhỉ? Ông có biết là làm như thế Nhiên tổn thương lắm không? Đúng là ngốc. Tôi xin lỗi. Xin lỗi tôi thì giải quyết vấn đề gì? Hay là tôi giúp ông nhé. Thật á? Nhưng mà ông phải hứa với tôi, chuyện ngày hôm nay không được nói cho một ai biết, nhất là Hiếu. Không được. Chuyện này nhất định tôi phải nói. Không được. Nếu như mà Hiếu biết, không biết là sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Tôi không muốn tôi gây ra rắc rối cho Hiếu đâu. Với lại cô ta mà đến tìm tôi nữa, tôi cũng tự bảo vệ bản thân mình được mà. Mẹ, mẹ cho Vân vào trong nghỉ ngơi giúp con ạ. Con ra đây có việc chút ạ. Ừ. Bị cậu phát hiện mất rồi. Cậu vẫn luôn đợi mình ở đây à? Ừ. Tại vì mình không liên lạc được với cậu nên mình thấy hơi lo lắng. Xin lỗi cậu. Sáng nay nhà mình có người đi cấp cứu nên là... À, người ấy khỏe rồi chứ? Ừ. Cảm ơn cậu đã quan tâm. Sao lại cảm ơn mình? Mình có giúp được gì đâu. Lần sau mình sẽ báo với cậu để cho cậu không phải lo lắng. Được chứ? Mày đùa tao đấy à? Ừ. Đợi tí, đang dở ván. Cái con bé Nhung đấy, nó có phải bạn gái của Hiếu đâu. Ừ. Rồi sao nữa? Gì mà rồi sao nữa? Bạn trai nó nổi điên với tao, nó làm tao mất mặt đấy. Có phải cái thằng cao tầm tao, nhìn mặt lúc nào cũng khó chịu đúng không? Ừ. Mày bị chúng nó lừa rồi. Đây là bạn của Hiếu đấy. Khốn nạn. Mày đã gặp Hiếu chưa? Gặp cái gì? Đến cái bóng mà chẳng thấy. Phải gặp nhau một lần đi chứ. Lần sau gặp thì đi cùng. Ý mày là gì? Có bạn bè để làm gì chứ? Phải cùng nhau dạy dỗ đám chúng nó. Lại là cô gái lần trước à? Cô gái ở dưới tầng ấy. Cậu cũng hay thật đấy. Cứ phải qua lại với cô ta vào ngày hôm nay à? Cũng đúng thôi. Trong mắt của cậu, tôi còn không bằng cả sâu bọ nữa. Điện thoại của tôi đâu? Tìm cho kỹ đi. Lần sau tìm cho cẩn thận. Sao cậu ấy không trả lời mình nhỉ? Lẽ nào cậu ấy hối hận rồi? Hay là... Thế rốt cuộc là sao cậu ấy không trả lời mình nhỉ? Tại sao không trả lời mình nhỉ? Tại sao không trả lời mình? Sao không trả lời? Mình xin lỗi. Hôm qua điện thoại của mình bị hỏng. Sợ qua ấn chuông sẽ làm phiền tới cậu và mọi người. Không sao đâu. Hôm qua cậu không ngủ đấy à? À không, mình có ngủ mà. Hôm qua lúc về mình ngủ luôn mà. À, vậy thì tốt. Mà Hiếu này, chuyện của hai đứa mình có thể nói cho mọi người biết không? Tạm thời thì chưa được. Mình xin lỗi. Nhưng nếu cậu muốn nói, cậu có thể nói cho Tuấn. Nhưng chỉ cậu ấy thôi nhá. Nhiên, mình có thể nói chuyện với cậu một lát được không? Mình không có gì để nói với cậu cả. hai người họ có chuyện gì thế? Không có gì đâu, vào lớp đi. Đi. Cả lớp về nhớ làm bài tập thầy giao nhé. Các bạn có thể nghỉ. Hiếu, ở lại thầy nhờ chút. Dạ. Cậu đi về trước nhé. Mình gặp thầy có chút việc. Nhưng mà có chuyện gì ạ? Hôm qua mình xin nghỉ nên chắc thầy muốn hỏi chút chuyện thôi. Hay là mình xuống sân đợi cậu trước, rồi hai đứa mình cùng về. Chắc là cũng lâu đấy. Mình còn đi sửa điện thoại nữa. Chúng ta gặp nhau ở nhà nhé. Lát gặp sau. Ta lại gặp nhau rồi. Tiếp tục chơi thôi. Lần trước còn chưa đủ mà. Con danh biến thái này, nó chụp trộm cậu đấy. Mà còn bịa đặt là cậu cho phép nó nữa. Đứng dậy, đi thôi. Được rồi, cô đừng đến làm phiền Hiếu nữa. Còn danh này, tôi đã cảnh báo với cậu rồi, là không được để ai đụng vào Nhung cơ mà. Tuấn, cứ bình tĩnh đã.